nhắc cho bệnh nhân là trong thời gian 10 phút mà các bạn có độ khoảng 2 đến 3 cơn gò, đồng thời xuất hiện là có ra một chút nhầy hồng âm đạo, đó là cái dấu hiệu chuyển dạ và thai phụ nên đến bệnh viện. Khi mà các bạn có cái dấu hiệu chuyển dạ thật thì các cơn co bao giờ nó cũng sẽ mạnh. Như tôi đã nói, tức là chuyển dạ thật thì các cơn co bao giờ xuất phát từ đáy tử cung, sau đó lan xuống đến phần thân tử cung và rồi nó sẽ tác động xuống dưới vùng cung chậu để làm cho cái cổ tử cung nó có cái xóa mở, và cái cơn co tử cung của cái chuyển dạ thật thì dần dần các cái cơn co cường độ nó sẽ tăng lên và thời gian của các cơn co nó cũng sẽ ngắn lại. Và khi có dấu hiệu chuyển dạ thì các bạn nên đến bệnh viện. Chúng tôi thường hay tư vấn và nhắc cho bệnh nhân là trong thời gian 10 phút mà các bạn có độ khoảng 2 đến 3 cơn gò, đồng thời xuất hiện là có ra một chút nhầy hồng âm đạo, đó là cái dấu hiệu chuyển dạ và thai phụ nên đến bệnh viện. Chúng tôi cũng có khuyên và có tư vấn cho bệnh nhân rằng cái quá trình chuyển dạ nó có thể là xê dịch trong một tuần, tức là có thể sớm một tuần hoặc là sau một tuần. Tuy nhiên trong cái thời gian đó thì các bạn có thể là có một, nếu như mà quá ngày sinh rồi thì các bạn có thể có một cái chút kích thích nhẹ, có thể là ăn một chút các thức ăn mà các cụ có thể nói là nó dễ đẻ, ví dụ như ăn tí dứa hoặc ăn tí gừng đen, hoặc là có thể kích thích bằng cách là thỉnh thoảng tác động một chút vào cái đầu ti để cho nó kích thích lên vùng tuyến yên đồi thị, nó tăng tiết cái oxytocin nội sinh. Thế tuy nhiên cái đó thì chúng tôi cũng không khuyên các bạn là nên làm ở nhà nhiều, vì khi mà có những sản phụ làm mà nó tăng tiết cái oxytocin quá thì nó sẽ gây ra một cái là cái cơn con quá mạnh ở nhà thì cũng không tốt. Thế thì những cái này là những cái mà chúng tôi chỉ khuyên hoặc là tư vấn một chút để các bạn có thể là tham khảo. Cái thời gian chuyển dạ giữa bà mẹ đẻ con so và bà mẹ đẻ con dạ về cơ bản là có khác nhau tùy từng trường hợp và cũng tùy từng thai phụ. Nhưng đối với thời gian, đối với thai phụ mà chuyển dạ để đẻ con so thì thời gian khoảng chừng 18 tiếng. Nhưng đối với thời gian đẻ của con dạ thì khoảng từ 12 đến 14 tiếng. Đó là cái thời gian từ khi chuyển dạ cho đến khi đẻ. Và chúng tôi bao giờ cũng nói và nhắc nhau rằng là không bao giờ để cho thai phụ chuyển dạ đẻ mà nhìn thấy hai lần mặt trời. Chuyển dạ kéo dài thì thường là nó có rất nhiều cái nguy hiểm đến với thai phụ. Thường đối với con so mà một cái chuyển dạ trên 20 tiếng, hoặc đối với cái con dạ, người con dạ mà chuyển dạ trên 14 tiếng thì chúng tôi cho đấy là những cái chuyển dạ kéo dài. Những cái chuyển dạ kéo dài này thì thực ra nó có rất là nhiều nguyên nhân. Về phía mẹ có thể là cái đường âm đạo nó chật hẹp, hoặc là cái khung chậu nó chật, hoặc là thai, về phía thai thì có thể là thai to so với mẹ, hoặc là cái môi thế, kiểu thế của thai nằm không được thuận lợi trong cái quá trình chuyển dạ. Và rất là nhiều nguyên nhân có thể kéo đến, dẫn đến là cái chuyển dạ kéo dài. Thế thì tùy từng nguyên nhân mà trong cái quá trình chuyển dạ, chúng tôi có thể tư vấn cho bệnh nhân là đến cái thời điểm mà không được thích hợp thì có thể là mổ lấy thai. Ngày xưa thì cũng rất là nhiều những cái trường hợp là khi mà thai ra mẹ dặn yếu, hoặc là những cái thai phụ mà có những cái bệnh tim thì chúng tôi cũng kéo thai ra bằng phẫu xếp. Nhưng đến cái thời điểm này thì những cái thủ thuật đó thì cũng hạn chế rất là nhiều.